Anh em ơi, hôm trước thì có một bạn ấy hỏi mình là bây giờ nếu mà lắp full ổ NVMe vào cái máy thì có làm sao không? Có ảnh hưởng hiệu năng không? Thì sẽ như thế nào? Liệu rằng các ổ có bị kiểu gọi là chênh lệch hay là đánh nhau gì không? Bây giờ hãy cùng mình lắp bộ máy và test xem là lắp full ổ nó như thế nào nhá. Ok, mở đầu bằng cái mainboard đi. Thì mình sẽ có đây là mainboard RG Maximus Z690 Extreme. Đây là một con mainboard cực kỳ là xịn sò, có thể gọi là hàng top của những con mainboard dòng 17 1700 đi, thế 12 anh em ạ. Sắp tới sẽ ra thế 13 và trên mainboard này vẫn có thể sử dụng được, nên là anh em đừng vội mà bán đi nhá. Trên mainboard này giáp rất là khủng bố, led RGB rất là xịn sò và có thể lắp tới là 5 ổ M2 NVMe luôn. Thế nên là tí nữa mình sẽ lắp đầy 5 ổ đấy nhá. Bây giờ 2022 rồi ấy, thì ai còn dùng ổ cứng gọi là HDD nữa đúng không? Bây giờ là SATA nó là một cái gì đó là quá lỗ cổ lỗ sĩ rồi. Nên là bây giờ MVME hết. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có CPU i9-12500K, một trong những CPU có thể nói là top đầu về hiệu năng đương nhiên đa nhân bây giờ. Có thể 9950X hoặc là 7900X thắng chiếc CPU này ở một vài bài đơn nhân, ở vài bài đa nhân. Nhưng mình cảm thấy rằng với thời điểm hiện tại đúng không, mức giá main, mức giá CPU thì chiếc 12900K này vẫn là một lựa chọn rất là hợp lý cho anh em. Bây giờ mà lắp RAM đi. Mình sẽ lắp đó chính là một kit RAM XPG. Thì mình đang có đây là một kit XPG DDR5 Lancer RGB. Thì đây sẽ là một kit 2 thanh 16GB, bus là 5200, các latency là bao nhiêu đây? Em này là CL38 anh em ạ. Tức là một kit cũng ở mức tầm trung thôi, không phải là VIP lắm, không phải như là kiểu G-Skill hay gì cả, nhưng mà cũng là một kit chấp nhận được, hấp dẫn và mức giá tiền vừa phải cho những kit DDR5. Với sự xuất hiện của DDR5 bây giờ ấy, thì sang đời tiếp theo, thế hệ 13 của Intel sẽ vẫn tiếp tục được phép sử dụng DDR4, còn AMD thì không thế anh em ạ, bắt buộc là phải sử dụng DDR5. Điều đó khiến cho cái giá trị của bộ máy, giá tiền của bộ máy nâng cấp lên nó cao hơn rất là nhiều. Và bây giờ thì nhiều anh em nếu mà cảm thấy giá DDR5 chấp nhận được thì cứ đầu tư cho mình một kit nhá. Và một trong những thứ vô cùng là quan trọng trên bộ máy tính như này chính là tản nhiệt. Thì ở đây là 12900K, mình cũng muốn thử xem test xem là liệu một chiếc tản nhiệt khoảng tầm giá có bao nhiêu đây. Như là chiếc này có hơn triệu phải, của Jumbo. Đây là một chiếc cũng khá là to nữa, thì mình cũng muốn test xem là nó có vừa lòng vừa với cả chiếc cái mainboard này không, có vừa với cả cái chiếc CPU i9-12500K này không, và có vừa với cả kit RAM này không. Tại vì theo như mình biết ý, thì nó có khả năng vừa, tại vì kit RAM này ý, nó có độ cao bằng với cả một kit G-Skill. Nhưng mà thực sự mình lúc mà mình lấy ra mình thấy nó hơi cao quá thì phải. Thì nữa mình cùng thử test xem nhá, xem nó có lắp không nhá. Nhưng mà trước khi lắp tản nhiệt ý, thì mình sẽ lắp là những cái ổ M2 vào nhá. Ở trên đây chúng ta sẽ có đây một đống giáp đây. Cái giáp này thì siêu to khổng lồ này. Giờ chỗ khu vực những cái ổ M2 còn lại thì nằm ở dưới này. Nên là sẽ rất là chật vật để mở ra đấy. Hãy cùng mình bắt đầu mở nó ra nhá. Thì về ổ cứng ý, anh em biết rồi thì là bây giờ đang có đó chính là ổ cứng NVMe Zen 4.0. Thế 4.0x4 thường là như thế. Thì cái ổ cứng đấy mình cảm thấy rằng là nó là một cái gì nó khá là luxury, hiểu không? Như gọi là đôi môi Gucci hay là một chiếc áo Louis. Thế thì cái ổ cứng như thế nó sẽ rất là đắt đỏ, nhưng rất là may mắn đúng không? Western Digital họ đã có một cái phiên bản ổ cứng rẻ hơn, nhờ gọi là ít tiền hơn một chút để giúp anh em có thể đi vào trong thế giới luxury một cách nhẹ nhàng hơn. Đó chính là ổ WD Black phiên bản SN770. Thì sẽ có tổng cộng là 4 phiên bản dung lượng nhá, 250 này, 500 này, 1T với cả 2T. Thì mình đang có ở đây đó chính là hai phiên bản là 250 với cả 500. Đấy, thì 250 có thể lên tới là 4000MB trên giây đọc, còn phiên bản 500 có thể lên tới là 5000MB trên giây đọc anh em nhá. Tức là một tốc độ rất là kinh khủng. Thì mình cũng muốn thử xem sao, tại vì một chiếc ổ cứng 500GB này nhá chỉ rơi vào khoảng tầm 2 triệu hơn thôi, mà trong khi đó tầm 2 triệu hơn đấy anh em sẽ chỉ mua được khoảng tầm là một ổ cứng NVMe 3.0 500GB thôi, hoặc cùng lắm nếu mà chi khoảng tầm 500 mà bảo là 400 nữa ấy, thì sẽ được một ổ 1T. Đấy, nhưng mà chung thì anh em chỉ được một ổ khoảng tầm 500GB thôi, 500GB Gen 3 thôi. Thế nên là hôm nay mình muốn thử so sánh đầu tiên nhá, so sánh chiếc ổ cứng 4.0 này với cả một chiếc ổ cứng 4.0 khác mà cũng cực kỳ là nổi tiếng của Western Digital, đó chính là ổ SN850 đây. Cái ổ này thì là gọi là chất lượng không bàn cãi rồi, có thể nói là một trong những ổ hàng đầu thế giới về Gen 4 rồi. Nhưng mà
cùng thử so sánh nó với cả chiếc ổ này. Đồng thời mình cũng đem ra một chiếc ổ khác thấp cấp hơn, rẻ tiền hơn của Western Digital, là cái chiếc ổ cứng SN570, cũng là một cái sự lựa chọn gọi là budget rất là tốt trong dòng Gen 3 của Western Digital. Thì cái ổ này theo như mình được biết nhá, hai ổ này có cùng một cái controller, thế nên là hãy cùng xem là tại sao nó lại khác biệt về tốc độ đến như thế nhá. Sao lại có mỗi 1, 2, 3 này nhỉ? Tưởng là phải có 5 chứ đúng không? Trong cái bảng spec của nó ghi là 5 mà. À anh em nhá, trên chiếc mainboard của Asus này thì họ đã có đó chính là một công nghệ mới, một thứ hay ho hơn để có thể chuyển được cái gọi là cái những ổ cứng không nhất thiết phải có quá nhiều chân này ấy, để họ còn có một khối tản nhiệt rất là to cho cái khu vực chipset đây. Đó chính là một công nghệ mang tên DIMM2. Thì cái này ấy là một cái khu vực, một cái khe như là cái thanh như là nhìn trông như thanh RAM ấy, nhưng thực ra nhá, nó là một cái thanh để giúp anh em cắm vào cái khu vực bên cạnh khe RAM này và giúp cho anh em có thể thêm được hai ổ nữa nằm bên trên chiếc mainboard này, lên tổng số là ba ổ nằm trên main và hai ổ nằm trên cái khe DIMM2 này. Bây giờ hãy cùng mình khám phá những cái ổ này nhé. Năm, tổng cộng là 5 cái LDDM2. Thì nhớ anh em hỏi mình là tại sao bạn lại không xé cái tem ra, kiểu cái thermal pad ra ấy. Thì mình có hai câu trả lời cho bạn nhá. Thứ nhất, đây là hàng mình mượn của hãng, thế nên là mình không muốn xé lắm. Thứ hai là mình cũng đang muốn thử xem là nếu mà bây giờ mình không tản nhiệt quá là nhiều thì liệu rằng ba chiếc LED này đều đến từ Western Digital nhá, thì họ sẽ như nào. Ba chiếc LED này là có bao gồm là SN850 này, SN770 này và đây là cái phiên bản SN570. Thì có một cái điều hay ho ấy khiến cho cái chiếc đây, một điều hay ho khiến cho chiếc SN770 có thể đạt mức giá thấp như này. Thứ nhất năm là mặc dù nó là PCIe Gen 4.0 nhưng mà nó không phải là tốc độ cao cấp nhất của Gen 4.0 anh em nhá. Nó chỉ là tốc độ 5000 thôi. Nhưng mình cảm thấy rằng với Gen 4.0 thì anh em sẽ có thể trong tương lai sẽ nhận được cái lợi thế của đầu tiên là Direct Game Drive của Windows 11 hoặc Windows 10. Nhưng mà sắp tới Windows họ có, Microsoft họ có thực hiện cái đấy. Thứ hai nữa, tại sao nó rẻ thế? Tại vì chúng ta sẽ không có RAM ở trên này. À, anh em bảo ổ cứng SSD NVMe không có DRAM thì vứt đi. Không hề đâu anh em nhá. Thì thay vì đặt DRAM vào đây, Western Digital họ đã sử dụng cái công nghệ đó chính là Host Memory Buffer, tức là sử dụng cái RAM nằm ngay trên RAM của anh em này. Chính cái thanh RAM DDR5 này khiến cho chúng ta không cần phải cài RAM này nữa mà vẫn đạt được tốc độ tối đa khi mà gần đầy cái ổ cứng này. Thế nên là anh em không cần phải lo lắng gì hết nhá. Đó là do tại sao mà chúng ta có thể có một ổ NVMe PCIe 4.0 X4 với một mức giá rẻ như thế này. Bây giờ hãy cùng gọi là lắp tản nhiệt nốt và lắp nó vào bộ máy cộng với cả chiếc gọi là VGA của chúng ta, rồi bật máy lên test xem là nhà nhá. Đấy, xem thử test xem kích cỡ nó có vừa lừa văn vừa không nào. Thì cứ đặt nó lên xem đã nhá. Cấn cái VRM, cái tản nhiệt RAM này, cái tản nhiệt SSD này, cái tản nhiệt SSD này quá lớn thế nên là bị cấn một chút. Thế thế là chúng ta phải nâng cao một tí này, xem bên RAM có bị cấn không nhá. Không hề cấn anh em nhá, vừa đúng, vừa tròn, vừa đủ luôn, vừa đúng chạm cái thanh RAM luôn.
rất là hợp lý thôi. Mà cái khe DIM 2 này cũng cách đủ xa để khiến chúng ta không bị chạm chút nào vào quạt. Nếu mà anh em dùng cái bạt quạt Thermotech phiên bản 30, T30 ấy, thì trời ơi, cái quạt đấy sẽ thêm khoảng tầm 5mm nữa, chắc là không vừa cái này đâu. Nhưng với phiên bản là đây là 25, thường là mấy cái quạt này sẽ dày 25 ấy, thì vừa thoải mái anh em nhá. Có mỗi cái 140 này, chúng ta phải nâng cao lên tí. Trong này không phải... Ui, lại quạt 140 nữa, tức là 3 quạt à? Trời đất. Thôi, 2 quạt thôi anh em nhá. 2 quạt thôi là đủ rồi, 3 quạt hơi nhiều quá. Đây, một cái này đây thôi. Chứ bây giờ mình đặt cái này đây thì nó cũng cao quá ấy, mà nó cũng không đều ấy. Nên là thôi. Thì cả nhà đã được lắp xong rồi này. Đấy, anh em thấy mỗi tội cái phần quạt 140 này nó hơi cao cao tí thì nó hơi xấu. Nhưng mà không sao, bây giờ mình sẽ lắp trong một cái vỏ cây. Anh em thấy rồi đây đúng không? Mỏi, tạt đen này, mên đen này, đèn cũng đen này. Thì chúng ta phải dùng một cái, đó chính là một cái vỏ cây màu đen đúng không ạ? Đấy, thì đây chúng ta sẽ có đó chính là vỏ Corsair 4000D. 4000D. Thì đây là một cái vỏ cây mình đánh giá khá là tốt, khá là cao. Đơn giản tại vì là nó là một cái vỏ cây thứ nhất ATX, ok chưa, phù hợp với cả main của chúng ta. Thứ hai, rất thoáng, rất là to khí luôn. Đằng trước, đằng trên, đằng hông, đầy đủ. Cả bên dưới này cũng có nữa, nhưng mà mỗi tội thì mình cảm thấy là bên dưới nó cũng không quan trọng lắm. Thế, và ngoài ra chúng ta sẽ còn có, đó chính là đi kèm với thêm là hai quạt trong cây. Thì hai quạt này cũng gọi là dùng để gọi là thổi thêm gió vào trong vỏ cây thôi, chứ cũng không đến mức gọi là kiểu quạt Noctua hay là những cái quạt VIP Pro đẳng cấp gì đấy. Nên là những quạt này thì nữa sẽ được cắm cho cơ bản. Đấy, bây giờ hãy cùng cho cái bên này vào trong vỏ cây này nhá. Thì cái bộ máy này anh em thấy đây là mình đã lắp xong tất cả mọi thứ rồi. Dây dợ này, nguồn này, dây hot audio này, vân vân, rất là nhiều thứ. Cả dây 3.0, dây 3.2, dây 1, dây Type-C, dây sống, đầy đủ rồi. Thì cái bộ máy này sẽ bao gồm đó chính là một chiếc CPU i9 12000K cộng với cả một chiếc 3060 Ti. Đây, tức là tính ra tổng cộng cả hai cái này cộng vào mà dùng ấy, maximum dùng mapping cả CPU cả card ấy, thì rơi vào khoảng tầm có 400W thôi, 400-500W thôi. Thế nhưng mà mình phải kệ đúng không? Nguồn đang rẻ, mua luôn cái con nguồn xịn xịn tí. Thì mình đang có ở đây đó chính là chiếc Cooler Master MWE phiên bản 1005. Đấy, full modeler V2 này, 80 plus cool này, bảo hành 10 năm này, tụ nhật này, vân vân. Đấy. Đúng rồi, tụ nhật, 100% tụ nhật. Các thứ kiểu 1000W này thì dùng quá là ổn áp luôn. Thì mình dùng 3060 Ti ở đây đơn giản không phải là vì là ui dồi ôi, cái bộ máy này là không cân xứng gì cả. Mà mình chỉ đơn giản muốn kiểm tra xem bây giờ nếu mà mình dùng một con card PCIe 4.0 gắn với cả khe PCIe 5.0 đây, và mình sử dụng tổng cộng là 5 cái SSD, đó chính là SSD SN770. Đấy, trong đó có 3 SSD 770 nhá, là Gen 4 ấy. Thì liệu rằng cái hiệu năng của card mình có bị giảm xuống không? Có bất kỳ cái thanh PCIe nào bị giảm xuống không? Hãy cùng xem, lắp vào và xem nhá. Ok anh em ơi, mình đã vào trong Windows rồi, anh em có thể thấy đấy. Thì Windows 11 ra đây đúng không? Trong này sẽ có tổng cộng là 5 ổ cứng, 1 ổ 850, 3 ổ 770 và 1 ổ 570. Thế, đấy, nói chung là anh em xem thông tin rồi nhá. Đây vào Crystal Disinfolding. Đấy, đây nhá, ổ đây, ổ 850 này, PCIe 4.0 X4 này,
770 này, 4.0 X4 này, 770 nữa này, 4.0 X4 này, 770 256GB cũng 4.0 X4 này, và sẽ có con 570 là chạy ở 3.0 X4. Thế thì việc mà cắm thật rất là nhiều các ổ cứng như này nó có ảnh hưởng gì không? Có luôn anh em nhá. Đây, cái này thì còn tùy vào các loại main và tùy vào các cái loại kiểu cắn ngắn của nó. Đây, anh em đây để mình zoom 1000% cho anh em xem nhá. Đây. Đây. Storage rồi. Audio interface internal. Đây storage rồi. Thì chúng ta sẽ có nhá. Đầu tiên này, khe M2.1, M2.1 với cả khe M2.2 sẽ kết nối trực tiếp với cả CPU. Đấy, dính trực tiếp với cả CPU chúng ta luôn và sẽ chạy ở full speed. Đấy, và cái khe M2.1 nhá, còn ở PCIe 5.0 X4 cơ. Thế nên là nếu mà sau này có ổ cứng NVMe 5.0 thì cái main này trôi tuốt. Đấy, và nếu mà sau mà Western Digital ấy ra chẳng hạn như là Ethno 950 chẳng hạn có 5.0 đi thì em main này chơi luôn, đúng không? Thế và ba cái khe còn lại thì sẽ kết nối trực tiếp với cả chipset Z390 của chúng ta. Đó chính là khổ ổ M2.3 này, tức là khe thứ ba. Đồng thời hai cái ổ M2 ở trên khe DIM M2 này cũng kết nối trực tiếp với cả Z690. Thì câu trả lời ảnh hưởng ở đâu, ảnh hưởng thế nào? Thì đây, không chỉ ở trên này nó ghi nhá, mà ở trên cái khe PCIe này, cái khe M2 này nó cũng ghi luôn là chiếc cái khe M2.1 này, khe M2 thứ nhất này sẽ chia sẻ băng thông với cả khe PCIe, hai cái khe PCIe luôn, X16 và PCIe 5.0 X16 luôn. Thế nên là ở đây giúp họ ghi sẵn là nếu mà anh em M2 mà hoạt động ấy thì khe PCIe X16 phiên bản Gen 5 ở dưới này sẽ không hoạt động luôn. Vậy tức là anh em sẽ không thể nào cắm cạc màn hình, không thể cắm graphics card, audio card, capture card, sound card, các loại card đấy, không thể nào cắm được vào khe này nữa. Thế đấy là cái thứ sẽ ảnh hưởng khi mà gắn cái ổ này vào ở khe đấy. Đấy, tức là anh em phải lưu ý nhá, phải đọc manual kỹ vào. Nhưng mình khi mà mình bật máy lên ấy, mình nhận ra một điều khá là hay ho, khá là kỳ khác. Đấy, đó chính là đây anh em nhìn này. Đây, mình vào trong HW Info nhá. HW Info. Đây. Ok. Ok, ổ cứng vẫn bình thường này, chạy 16 X4 X bùng các kiểu, không vấn đề gì đúng không? Nhưng chiếc cạp màn hình chúng ta Asus ROG 3060Ti V2 OC LHR sẽ có 8GB RAM, GDDR6 SD RAM các thứ, thì sẽ đang là PCIe V4 X16 nhưng lại chạy ở X8. À, thế là sao? Thế là như nào? Đây mình bật GPUZ lên thì GPUZ nó cũng thông báo tương tự như vậy luôn, mà nó lại còn đây đang để ở 2.0 cơ. Để mình test lại lên nhá. Đây, sẽ test này. Đấy, thì nó lên là PCIe 4.0 X8 rồi, tức là chúng ta sẽ chỉ còn có một nửa băng thông thôi, và tức là cái băng thông của nó bằng với cả PCIe 3.0 X16 đấy. Nhưng mình cảm thấy rằng cái việc mà để cái PCIe 3.0 X16 đâu không vấn đề gì cả, bởi vì đa số chiếc cảm hình bây giờ đúng không, gần như không thể thấy được bất kỳ sự thay đổi gì khi mà để ở PCIe 3.0 X16. Cho nên là mình cảm thấy rằng là cũng không phải lo lắng lắm. Nhưng bây giờ hãy cùng mình thử test xem là nó có khác biệt không nhá. Đầu tiên là test ổ cứng đi, tốc độ ổ cứng đi khi mà chạy full gì cả 5 ổ thì nó có bị giảm hiệu năng không. Thì anh em chỉ cần vào đó chính là this PC này, manage này, xong bấm vào this management này, và chúng ta sẽ thấy ở đây đấy, 4 cái ổ cứng này. Chưa apply, một đống chưa apply luôn. Thì bây giờ mình sẽ tạo ra một vùng mới đi, tạo ra nhiều ổ đi. Đã xong rồi anh em ơi, xong hết rồi. Đây, mình đã có đầy đủ đây. Ổ, đây, từ vào Windows, vào Windows thấy ngay đây, thấy luôn, đây, thấy vội đây. Đây, hai ổ này là của ổ, đây là ổ, chiếc ổ N850 đúng không? Còn đây, đây là 770 này, 770 này, 570 này, với cả 770 hết. Thế, bây giờ hãy cùng test thử nào. Đấy ạ. Ok, 5 cái tab, 5 tab Crystal Disk Mark. Và chúng ta hãy cùng bấm, đó chính là ổ C là 850 này. À không, bây giờ mình cũng chưa rõ lắm đâu, mình cứ từng ổ một xem là ổ nào là cái nào nhá. G này, và cuối cùng là H. Rồi, bắt đầu. Đến giờ Ray Tracing, đến giờ Ray Tracing rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi, ok các bạn ơi. Bây giờ mình bật HW Info lên xem là nó có bị khi mà stress test thì CPU chúng ta chạy dữ dội luôn anh em ạ, dữ văn dội luôn. Đây, từ đây đã có những kết quả đầu tiên rồi, những kết quả gọi là read bình thường đầu tiên rồi. Ok, xem này, ui dồi ôi, CPU chạy vội vàng luôn, 4.9 luôn, tất cả mọi thứ luôn. Nó còn đang nóng lên toàn cầu rồi đây này. Đợi tí là mình bật nào, sensor này. Rồi, đây,
đây đang dùng bao nhiêu phần trăm bộ cứng? À đây cũng có 12 thôi. À có vẻ như là khi mà anh em sử dụng ấy, sử dụng một cái bộ máy ấy, thì anh em khi mà sử dụng kiểu ví dụ chuyển file này, giải nén này thì sẽ nó không phải chỉ về tốc độ của CPU đâu, mà nó còn rất quan trọng về tốc độ của đó chính là ổ cứng của chúng ta nữa anh em nhá. Đây, ví dụ như chúng ta đang có ở đây, đó chính là các ổ cứng thì mình có thể đoán ngay ra được rồi, nhìn phát là biết luôn đây. Đây là ổ 850 này, đây là ổ 770 này, 770 này, 770 phiên bản 256 này, à 250 này, và đây là phiên bản 570. Thế rồi thì tốc độ của nó đúng như quảng cáo luôn anh em ạ, không khác lệch, không có gì sai lệch cả. Đây, hai ổ 770 thì đều là 5000 MB/s. Về đọc thì nó sẽ có cái tốc độ ghi xem thế nào nhá. Còn chiếc ổ 250 thì cũng đúng 4000 MB/s tốc độ đọc luôn. Thì cái vấn đề ở đây là như thế nào, cái quan trọng là như thế nào, chúng ta phải đợi thêm một tí nữa khi mà kết quả của hai chỗ này nó xuất hiện lên, đợi mình một tí nhá. Đây anh em nhìn đây, đây nhá, tốc độ đọc của con PCIe 4.0 rồi đúng không, là chiếc 5850 này cao, ok, tận đến gần là 7000 MB/s, ghi cũng 5100 cũng cháy đấy, nhưng mà 770 phiên bản 500GB không hề kém cạnh anh em nhá. Đây ghi nhầm đọc 5000 MB/s và ghi là 4000 MB/s, mà trong khi giá thấp hơn khá đấy anh em ạ, hấp dẫn hấp dẫn. Phiên bản 256 thì có vẻ như là không đáng mua bằng nhá, không đáng mua bằng nhá, cái phiên bản này. Đây đọc thì cao đấy, ghi thì hơi thấp hơn tí. Còn phiên bản 570 thì thực sự là mình cũng cảm thấy khá là ấn tượng đấy, với một chiếc ổ cứng NVMe PCIe 3.0 thôi mà cũng đạt được một tốc độ rất là cao, rất hấp dẫn, rất là VPro. Nhưng cái thứ mà anh em cần phải chú ý, cần phải quan tâm, cần phải để ý đó chính là cái này này, cái dòng cuối cùng này. Đây đây, cái một giải này, một giải này quyết định được cái gì. Đây trên này là sequential write, tức là nếu mà anh em cứ viết 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 thôi thì nó rất là đơn giản đúng không, nhưng mà random read và random write cũng là, tức là kiểu ví dụ như là chẳng như là anh em đang có một rổ đĩa đúng không, thì nếu mà anh em cứ xếp từng hàng một thì nó rất là nhanh, rất là đơn giản, ai cũng làm được. Nhưng bây giờ phải quan trọng là nếu mà tự dưng bây giờ bắt anh em phải tìm một cái data ở giữa cái đống này và anh em bốc ra để đưa cho mình thì cái đấy mới là cái khó. Và việc SN770 thực hiện được cực kỳ là tốt cái điều đấy, nhiều khi còn tốt hơn cả chiếc SN850, khiến cho mình cảm thấy rất là bất ngờ, kể cả phiên bản 250 nhá. Nếu mà phiên bản này nhá, mình không cần biết, mình không quan tâm tốc độ bao nhiêu không quan trọng, nhưng mình biết rằng là cái tốc độ random của nó này quá cao này thì mình có thể sử dụng làm ổ cứng Windows ngạn mọi ngày luôn. Bởi vì đơn giản anh em nghĩ đi, Windows bình thường làm gì, nó sẽ ví dụ nó mở phần mềm, nó mở dữ liệu, nó mở các data đã tủng các thứ, tức là nó sẽ chọn những cái mẫu data rất nhỏ thôi, chứ không phải lúc nào nó cũng đọc cả nghìn ghi, cả nghìn, cả triệu triệu ghi, cả terabyte, cả tirabyte đúng không. Thì nên là cái random read này cực kỳ là quan trọng luôn, và SN770 cả phiên bản 250 và phiên bản 500GB đều hoạt động rất tốt. Nhưng bây giờ mình cùng thử xem là nếu mà mình stress test mà mình cũng kiểu render đấy thì liệu rằng có giảm FPS không nhá. Đây thì mình đang có đây là Unigine Heaven Benchmark 4.0 Basic Edition, mình sẽ để ở Full HD. Rồi, ok chưa? Rồi, đây, mức FPS hiện tại đang là 400, trung bình khoảng 400 rồi đấy. Bây giờ hãy bật stress test những cái ổ cứng nhá. 1 2 3 4 5. Cái thực sự nhá, cái tốc độ đọc kiểu sequential này nó cũng quan trọng. Quan trọng nhất là khi anh em ví dụ chẳng như là anh em tải game ở ổ này muốn chuyển sang ổ khác thì quan trọng lắm. Nhưng mà cái quan trọng khi mà chơi game ấy và làm việc bình thường ấy thì cái random read, random write mới là cái thứ đáng cần phải quan tâm nhất. Và có vẻ như hiệu năng vẫn ngon lành, không khác gì cả. Không, bên này có giảm nhá, bên này từ nó phải chạy hết đã, tại vì nó vẫn đang chạy, nó đang đều này. Ok, thế là đã có cái giảm, có cái tăng, có cái hay ho đấy. FPS thì vẫn đang ổn định, cũng khoảng tầm 300 hơn. Thì có vẻ như là cũng không ảnh hưởng lắm tới cả chiếc cả màn hình chúng ta. Để mình thử bật GPU-Z xem là nó có bị ảnh hưởng nhá. Không, nó vẫn ở PCIe 4X phiên bản băng thông là PCIe 4.0X8 anh em ạ. Nó vẫn thế, không khác gì. Rồi, ok, kết quả đã ra rồi. Thì có vẻ như là cái kết quả thì nó cũng không chênh lệch nhiều đến như mình mong đợi, hiểu không? Mình có vẻ như mình cảm thấy rằng là khi mà anh em gắn tất cả những cái ổ M2 chúng ta, nó sẽ ảnh hưởng ở một cái đến một mức độ ở đấy thôi. Còn về hiệu năng của CPU, hiệu năng của card, hiệu năng của ổ cứng, nó sẽ ảnh hưởng không nhiều khi mà kể cả anh em lấp đầy như này. Thế đấy, có một thứ ảnh hưởng duy nhất mình cảm thấy lớn nhất thôi, đó chính là anh em sẽ không còn cái khe PCIe ở dưới cùng này nữa. Đó là cái ảnh hưởng lớn nhất của cái việc mà lắp nhiều cái khe như này. Thế nếu mà anh em cảm thấy cái video này hay ho, hấp dẫn nữa, cuối cùng thì cũng gọi là trả lời được vài câu hỏi hay ho, thì hãy tại sao không thả một chút like và chút subscribe nhờ. Còn nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái sản phẩm đấy, ví dụ như là đây,
ổ cứng ở đây. Mình thực sự cảm thấy qua cái bài test này mình thực sự mình chỉ muốn gọi là test xem là lắp đầy ổ cứng như thế nào thôi. Nhưng mình ra được một kết quả là chiếc N770 này có hiệu năng tốt bất ngờ, tốt bất ngờ luôn. Thì anh em nếu hứng thú thì mình để đường link dưới mô tả anh em nhé. Có gì mua vội mua nhanh. Một trong những ổ cứng PCIe Gen 4 rẻ nhất bây giờ mà dùng rất ổn áp. Đấy anh em thấy kết quả hết rồi. Đấy, rồi. Nói chung là video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn anh em đã xem video này. Mai anh em tuyển buổi được khách nhá.